Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành bóc hộp một cái sản phẩm mà mình vừa mới mua, đó là sản phẩm Osmo. Cái DJI Osmo này thì là một cái công cụ mà để quay phim mà vừa có trung rung vừa có camera rất là tiện. Thì đây mình mua cái box này bao gồm từ cả cái pin và cũng như là cục sạc đính kèm theo, thì cái box này được khoảng có 13 triệu. Đây mình có cái giấy bảo hành ở bên ngoài nữa, thì tại vì mình chưa có nhận tiền quảng cáo thì mình không có tiện nói là mình mua ở đâu. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành mình mở hộp cái hộp này ha. Hộp Tết cái khá là đẹp, nhìn ngoài cũng vui vui. Không biết khá là nặng, không biết ở trong nó có cái gì thêm nữa hay không. À, đây có là có bộ dây, chắc là để đeo trên người. Rồi, là bộ dây, bộ linh kiện thôi. Rồi, tập trung vào nhân vật chính, Osmo. Đấy, khá là nhìn cái hộp cái như giống như kiểu là cái cây đèn mini vậy đó, thì không biết ở trong nó có cái gì. Nhân vật chính. Đó. Hãy mở ra cái nhìn thấy chữ Trung Quốc lại cảm thấy hơi buồn, nhưng mà thôi kệ đó. Thì bị trông ẩm. Rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta, DJI Osmo camera. Thì em cảm thấy chụp nó cầm rất là đã tay, rất là sướng ha. Vừa là vừa cái có cái chống rung camera rất là tiện. Và sắp tới mình sẽ làm một loạt video vlog bằng cái công cụ này, và mình nghĩ là với cái hữu dụng của cái camera này thì sẽ có khá là nhiều sản phẩm chất lượng đấy. Rồi, cảm ơn các bạn, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào review sau. Mình không phải là kênh review, nhưng mà thôi, bye bye.